chiều ngày 7 tháng 10, đoàn công tác của các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tiêm phòng vaccine COVID-19 tại các địa phương trong tỉnh chuẩn bị cho công tác tiêm phòng toàn dân. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 tại thành phố Tam Điệp, huyện Yên Mô, huyện Kim Sơn và huyện Yên Khánh. Cùng đi có đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lãnh đạo văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, ngành y tế và lãnh đạo các huyện thành phố nơi đoàn đến kiểm tra. Tại thành phố Tam Điệp, theo thống kê toàn thành phố có khoảng 44.000 công dân đủ 18 tuổi trở lên. Đến nay, toàn thành phố đã tiêm được 12.000 người, còn lại 32.000 trường hợp có nhu cầu được tiêm chủng, trong đó chủ yếu là lao động trong các doanh nghiệp. Dự kiến thành phố sẽ được phân bổ trên 22.000 liều vaccine. Sau khi hoàn thành công tác tiêm chủng sẽ đạt khoảng 78 đến 80% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm phòng. Đối với huyện Yên Mô, theo thống kê toàn huyện có khoảng trên 90.000 dân đủ 18 tuổi trở lên, hiện đã tiêm được trên 13,3 nghìn liều. Trong đợt này, huyện được phân bổ 40.000 liều vaccine. Huyện Kim Sơn và Yên Khánh, mỗi huyện cũng đã có hàng chục nghìn các đối tượng đã được tiêm chủng an toàn, đạt trên 20% dân số. Công tác tiêm chủng được các địa phương triển khai theo đúng quy trình, quy định, huy động sự vào cuộc của toàn xã hội, phấn đấu hoàn thành công tác tiêm chủng trong thời gian sớm nhất và hết số vaccine được phân bổ qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế tại một số điểm tiêm chủng các huyện thành phố, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh cho rằng, việc tổ chức tiêm chủng vaccine Covid-19 của tỉnh thời gian qua về hiện nay đã cơ bản tuân thủ nghiêm túc các quy định của Bộ Y tế. Các trường hợp đến tiêm vaccine đều thực hiện nghiêm quy định đeo khẩu trang, khai báo y tế, được đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe. Tại các điểm tiêm chủng đều bố trí các khu vực ngồi chờ trước và sau tiêm, giữ khoảng cách cần thiết thực hiện phân luồng một chiều vào ra đối với người đến tiêm. Công tác tiêm chủng của tỉnh diễn ra an toàn, đúng quy định. Hiện nay, tỉnh Ninh Bình được doanh nghiệp xây dựng xuân trường trao tặng 500.000 liều vaccine Sputnik V của Nga. Đây là vaccine đã được Bộ Y tế phê duyệt cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19. Việc tiêm chủng vaccine này cho công dân từ 18 tuổi trở lên rất cần thiết, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 thời điểm hiện nay. Đây là sự chung tay góp sức của doanh nghiệp trong công tác phòng chống dịch bệnh của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện tiêm chủng cần tiếp tục thực hiện tốt và đảm bảo an toàn các khâu trong tiêm chủng, nhất là việc bố trí, chia khung thời gian tiêm chủng, bố trí không gian tiêm phù hợp, thực hiện tốt 5K tại các điểm tiêm chủng, không để xảy ra các tai biến sau tiêm chủng. Đồng chí cũng yêu cầu ngành y tế cần bám sát nhiệm vụ chuyên môn, khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả các nhân viên y tế làm công tác tiêm chủng, đảm bảo an toàn cao nhất cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị liên quan, lực lượng làm nhiệm vụ, phối hợp giả soát, lập danh sách, thực hiện công tác tiêm chủng, đảm bảo nhanh, an toàn, đúng đối tượng ngay khi có vaccine. Phấn đấu sau đợt tiêm chủng này, tỉnh Ninh Bình đạt khoảng 80% dân số được bao phủ vaccine, đưa tỉnh Ninh Bình hoàn thành kế hoạch tiêm chủng, sớm đạt miễn dịch cộng đồng. Cùng ngày, đồng chí Tống Quang Thìn, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác tiêm vaccine phòng covid-19 cho người dân tại các huyện Hoa Lư, Gia Viễn, Nho Quan và thành phố Ninh Bình. Cùng đi có lãnh đạo sở Y tế, văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đồng chí Phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra điểm tiêm tại trung tâm văn hóa huyện Hoa Lư, kiểm tra tại hai điểm tiêm tại nhà văn hóa Đa Năng, thanh thiếu niên huyện Nho Quan, điểm tiêm xã Đồng Phong một điểm tiêm tại trường trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Ninh Bình. Theo kế hoạch, huyện Hoa Lư sẽ tổ chức tiêm 30.900 liều vaccine cho người dân, bố trí tiêm tại hai điểm trung tâm văn hóa huyện Hoa Lư và nhà văn hóa xã Ninh Hải. Đợt tiêm này, toàn huyện Nho Quan có kế hoạch tiêm trên 90.000 liều, bố trí 27 trên 27 điểm tiêm tại các xã, thị trấn, phấn đấu tiêm xong cho nhân dân trong 4 ngày. Tại thành phố Ninh Bình, kế hoạch tiêm trên 45.000 liều tại 15 điểm tiêm ở các xã, phường và trường trung học cơ sở Quang Trung do Bệnh viện Đa khoa tỉnh hỗ trợ thành phố tiêm, dự kiến thời gian tiêm trong 5 ngày. Bắt đầu từ chiều ngày 7 tháng 10, các huyện, thành phố tổ chức tiêm cho người dân từ 18 tuổi trở lên theo đúng kế hoạch, đảm bảo quy định an toàn trong tiêm chủng. Nhằm đảm bảo tiến độ tiêm, các đơn vị huy động các lực lượng như đoàn thanh niên, lực lượng giáo viên các nhà trường, hướng dẫn nhân dân khai báo y tế, sát khuẩn khi vào điểm tiêm, và cách khai tờ khai tiêm chủng chính xác, thuận lợi nhất. Qua kiểm tra thực tế trong ngày đầu tổ chức tiêm chủng, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã kiểm tra về thực hiện quy trình tiêm chủng, các điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác tiêm chủng, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân, hiểu đúng, hiểu rõ và yên tâm trong tổ chức tiêm đại trà toàn dân, đảm bảo an toàn trước và sau tiêm của các điểm tiêm chủng, quan tâm tuyên truyền đảm bảo sức khỏe nhân dân sau tiêm chủng, thuận lợi trước khi tổ chức tiêm đại trà Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tổ chức tập huấn tiêm chủng vaccine Sputnik V cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có Sở Y tế và các đơn vị chuyên môn của tỉnh Ninh Bình và Hà Nam. Việc tiêm phòng vaccine COVID-19 được thực hiện miễn phí và kết quả tiêm chủng được tích hợp vào kết quả tiêm của tỉnh và quốc gia. Ghi nhận bước đầu tại các điểm tiêm, nhân dân phấn khởi tham gia tiêm chủng. Cùng ngày, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tiêm vaccine COVID-19 tại huyện Gia Viễn, theo kế hoạch, huyện Gia Viễn sẽ bố trí 5 điểm tiêm, tổ chức tiêm hết trên 40.000 liều trong khoảng 5 ngày.